Hôm nay tự nhiên cái muốn ăn mực xào với lại khóm các bạn. Thư chỉ thích ăn mực xào với khóm cà chua thôi các bạn. Cho nên hồi chiều đi làm về cái Thư ghé chợ, Thư mua trái khóm. Các bạn nhìn cái khóm Thư gọt á, nó trồi lũi hết rồi, nó không có khứa, không có khía luôn các bạn. Thư cắt sâu vô chút xíu á, hồi khỏi cắt khứa. Thư cắt khía Thư mệt quá. Đó. Thư xào không biết hết trái không nữa, không biết ăn ngọt không ta, để thử thử coi. Ơi ngọt các bạn ơi, ngọt ngay rồi thôi nè. Mình sắp ngọt như nè các bạn. Hồi chiều mà biết khóm ngọt Thư mua hai trái thì để dành ăn, thích ăn khóm mà chấm với muối đó các bạn, muối ớt á. Còn đây là tôm nè, cái tôm này á thì Thư lột vỏ ra, lột vỏ ra xong mình nhớ nha các bạn. Ở trong đây là có một cái cọng rất là dơ, mình chịu khó mình lấy cái dao á, mình rạch một đường nhẹ vậy nè, mình lấy nó ra, hoặc là mình lấy cái tăm cũng được, nhưng mà cái mình làm kiểu này nó sạch hơn các bạn. Lấy cái tăm nhiều khi nó đứt ngang chỗ này nè, nó không có ra, còn mình làm cái này nó rất là sạch luôn nè. Còn cái này, con này là giống như là con gì các bạn, con bạch tuộc các bạn hả, bạch tuộc, mà con bạch tuộc con các bạn, nó không có lớn, con này là lớn như lắm. Còn mấy con này nè, nó có chút xíu như nè các bạn. Thôi mua cái này không phải tươi như các bạn, trong hộp nha, trong hộp đá rã ra mà ăn cũng rất là ngon. Thư thích ăn luộc. Mấy con lớn vậy nè thì Thư cắt làm hai. Cắt nó ra làm hai làm ba cũng được nữa các bạn. Còn mấy con mà nhí nhí thì khỏi cắt. Con này thì Thư cắt ra làm hai. Mình để cho mình dễ bỏ vô miệng. Mà thực ra nó cũng không có lớn gì luôn đâu các bạn. Nè. Mình xào rồi chứ nhắc nó còn nó săn rồi chứ còn nhỏ, nó còn nhỏ chứ nó không có bự cỡ gì này các bạn nhìn nè. Thì nó cỡ gì được rồi. Mình cắt hết. Cái này là tôm Thư làm sẵn rồi, còn cái này mực Thư cũng rửa sẵn rồi, bây giờ Thư chỉ cắt nó ra thôi. Mấy con này Thư khỏi cắt luôn các bạn. Là mấy con mà lớn bự 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 về cắt, chứ mấy con nhỏ quá cũng khỏi cắt luôn. Còn đây là cà chua các bạn. Thư xào bữa nay chỉ có khóm, bạch tuộc ha, với tôm, khóm với lại cà chua. Cái rau thì Thư chỉ có cái cây ngò, ngò gai các bạn, ngò gai với lại cilantro là cái rau mà mình quên bà nó tên rồi ta. Ăn ngò rí, tự nhiên cái nói ngò 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 cái không nhớ các bạn. Đó, sắc là nhỏ nhỏ này các bạn, tùy theo các bạn thích thôi. Có nhiều người sắc hơi lớn chút xíu, nhiều người thì sắc thì vừa. Thư thích ăn cả gì nè các bạn. Nè các bạn, Thư xào mực với lại tôm trước nha. Mực Thư bỏ vô trước, Thư xào mà vừa hơi hơi gần chín á, Thư bỏ tôm vô, tại vì tôm nó mau chín hơn mực các bạn. Nếu mà xào hai cái ăn lượt thì một cái khi mà mực chín thì tôm nó khô lắm. Các bạn thấy không? Thư xào nè, cái này mà vừa chín tới á, là bắt đầu bây giờ Thư múc ra. Thư múc ra một hồi á, bắt đầu Thư xào cái khóm với cà chín rồi, Thư mới trộn chung lại nhau, bắt đầu Thư nêm nếm trở lại nữa. Bây giờ cái này là Thư bỏ chút xíu nước mắm nè với chút xíu bột nêm vô, Thư cho nó mặn mòi các bạn. Tại vì mình xào chung mấy kia hay mình trộn được hết á, nó không có mặn mòi, nó không làm cho cái này nó ngon các bạn. Này các bạn, khi mà vớt cái đó xong, vớt mực với tôm xong ra thì mình bỏ khóm nha các bạn. Từ từ nha, cái này nó văng, ù nó văng, thấy không các bạn. Cái này mà mình bỏ không khéo nó văng vô cái tay chết luôn á. Đó. I step in the control, in the TV turn on, I step in the control and the TV turn off. Con thân nó đó hả? Yeah. When you do that? I step it. Uh-oh.
Nè các bạn, khi mà xào khớm một chút xíu thì mình để cà vô các bạn. Cái loại này là cái loại nó ra nước nhiều lắm các bạn. Mình nấu lửa hơi lớn chút xíu cho nó mau chín, chứ không mấy nó ra nước nhiều lắm các bạn. Đó, cái cà này đừng có để chín quá các bạn. Thư quậy sơ lên thôi. Khi mà mình quậy sơ lên á, mình nêm nếm lại chút xíu. Là các bạn nhớ mình bỏ là cái mực với cái tôm của mình vô nãy vô. Đó. Nè các bạn, cái cà mình nó vừa hơi mềm mềm chút xíu á, là Thư để mấy cái này của mình lại nè. Cái mực với lại cái tôm Thư để là hết. Sau khi mình quậy trộn đều lên, xong rồi mình nêm một chút giấm với lại đường các bạn. Là xong, mình nêm nếm lại coi nó mặn mòi đủ mình, đủ cái vị của mình á. Tại vì mỗi người ăn khác nhau các bạn. Có nhiều người ăn lạ, có nhiều người ăn mặn, có nhiều người ăn chua, có nhiều người không thích ăn chua. Em Thư thì thích ăn chua dữ lắm, cha Thư thì không thích ăn chua, cho nên mỗi người có một khẩu vị khác nhau. Các bạn nhìn thấy ngon quá ha, màu sắc quá chừng luôn nè. Nó một hồi mình để cái này vô nữa là quá chừng màu luôn rồi các bạn, thấy không? Cái rau này là rau ngò ăn phở nè các bạn, ngò gai các bạn, nó canh chua rồi đó. Thư thích để cái đó vô cái xào lắm, rất là thơm. Các bạn để hành cũng được, mà bữa nay Thư không có hành với ngò rí. Thư chỉ có ngò rí với lại rau ngò ôm này thôi các bạn. Đó, xong rồi Thư chỉ bỏ cái chén nước này là đường với lại giấm các bạn, hơi ngọt ngọt chút xíu, miền Tây mà các bạn, Thư là miền Tây mà, ăn hơi ngọt chút xíu các bạn. Nè các bạn, Thư xong rồi nè các bạn. Các bạn nhìn ngon không? Ngon dễ sợ luôn ha. Mực tôm khóm đơn giản nhanh gọn mà ăn dễ ăn cơm lắm các bạn. Thư đợi cho nó nguội chút xíu Thư mới bỏ cái rau này vô các bạn. Tại vì mình bỏ nó chín quá, cái nó bị giống như là nấu cái rau nó đen xì lì mà nó không còn cái mùi vị nữa, nó không có ngon. Thư dọn cơm lên các bạn, cơm Thư nha. Này các bạn, Thư mời các bạn cơm với Thư nha. Thư dọn xong hết rồi nè các bạn. Thư mới mua được, các bạn nhìn cái bông nè. Thư mới mua được hồi tối hôm qua. Thư mua hai bó, cái bó bông xanh này nè các bạn, với lại bó bông đỏ này, mà Thư chưng có nửa bó thôi nha, mỗi cái nửa bó, còn nửa bó mỗi loại là Thư cho mẹ Thư phần nửa. Mẹ Thư thích bông, mẹ Thư mê bông kinh khủng luôn các bạn. Các bạn nhìn cái bông xanh nó nhu quá các bạn ha. Nè, ở ngoài nó màu xanh lợt, cái ở trong nó màu trắng, nhìn nó đẹp dễ sợ các bạn ha. Xong rồi cái thêm cái màu đỏ này lên nữa, trời, tự nhiên Thư mê quá. Giờ Thư tự nhiên cái Thư mê bông mà Thư nhắm trồng các bạn ơi, Thư sợ sâu. Nè, cái cơm Thư dọn xong rồi nè các bạn. Thư ăn, các bạn biết cái này là cái gì không? Cái này là cá, cái gì ta, cá hố kho nè các bạn. Thư kho rặt lại luôn á. Thư kho ngày hôm qua. Còn ở đây là cái dĩa khóm xào của Thư nè. Khóm xào với mực nè các bạn. Thơm, hồi nãy Thư ăn thử, nó thơm mà nó ngon. Thư thích cái mùi khóm nó xào nó thơm các bạn. Nó rất là thơm, nó dễ ăn á. Thư mời các bạn nha. Hello, Thư xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Team Trên Cuộc Sống Mỹ nha. Thư mời các bạn dùng cơm với Thư nha các bạn. Chị Đình chào cô chú đi. Happy face. Mở này cho con uống nha. Uống không? Cái này giống như là cái smoothie á, nó chua chua, béo béo, ngọt ngọt. Con rất rất là thích cái loại này các bạn. Thường là Thư thích cái mùi khóm xào này các bạn, nó thơm á. Xong rồi các bạn thêm cái cọng ngò gai này nè, nó thơm dễ sợ luôn á. Mà cái ngò gai này á, xin cho đổi cho con. Yes, my. Cái này mình đừng có để mà lúc mà nó mới vừa xong tắt lửa là mình để vô liền, đừng có để nha các bạn. Mình để vô một phần cho nó chín, nó nguội đi rồi mình hả để nó vô. Tại vì mình để mà sớm quá cái nó bị đen trở lại, nó chín quá cái nó không còn thơm cái mùi thơm luôn các bạn. Again. Ok. Mom wants my fish yet.
ngon ngon. Tôi mời các bạn nha. Cá này nè các bạn, Thư Kho làm không mua cá đuối, nó bự lắm. Thư rã Thư Kho. Thư Kho mà kho kiểu kho tiêu quá các bạn, kho béo luôn á. Bữa Thư đi chợ Hàn Quốc ở dưới Boston nè các bạn. Từ đây đi dưới khoảng 2 tiếng á. No one, eat them again. Lấy giấy miệng đi. I need to drink first. Drink. Thank you, con. Cái con khô cá đuối này nè các bạn, không phải cá đuối nữa, nó lộn hoài. Con khô cá hố mà Thư cứ lộn thành cá đuối. Con khô cá hố này nè, ăn thịt nó ngon nhưng mà có con cái các bạn biết gì không? Nó xương nhiều lắm, xương mà xương nhỏ nhỏ, những cái người mà không ăn á. Ở trên. Những cái người mà không có biết ăn cá quen các bạn, thường ăn xương thì không được đâu. Ăn mất cổ các bạn, mình mấy đứa nhỏ bên đây là thôi khỏi rồi. Nó không biết lừa xương các bạn. Ở Việt Nam mình ăn xương, mình ăn dễ sợ luôn các bạn ha. Ăn cá có xương, lừa xương, rồi ăn tôm mà lấy con tôm mà nhỏ nhỏ các bạn. Nó giỏ mình ăn luôn ha. Còn đến bên đây là thôi rồi, nó không có biết mấy chủ đó các bạn. Trên lại bật tivi lên coi đi con. Trên, bật tivi lên coi đi, như là kia coi đi con. Đi, đừng cứ vòng vòng phá của mẹ, đi, mẹ giận con à. Ok. Thank you. Chút xíu chị nằm, ba cô chú lần là ba cô chú với mẹ nha. Ba cô chú. Chút xíu hả? Chút mẹ, giờ này mẹ nói ba hả? Cái gì No, the control is coming. Ở dưới đâu? Up there. Not down the sofa. No, upstairs. Chạy lên đi. No, it's gone. I don't cannot see it in the bed. I cannot see. Thư nhiều khi Thư ngồi Thư edit video á, hoặc Thư làm video á, không được như nói luôn các bạn. Nó theo Thư nó hỏi, nó kêu Thư cứ nhìn nó coi chơi gì á, mà không được một phút với nó luôn. Nó ngồi nó kêu cứ coi này lúc, thiệt khổ thiệt. Ở bên Việt Nam mình á, ăn được con mực tươi các bạn ha. Còn ở đây thì lâu lâu cũng có mực tươi các bạn, mà phải đi xa, chở Thư phải đi xa mới có. Chỗ gần chợ đây cũng có, nhưng mà không phải là loại mực, không phải là cái con này các bạn, là cái con mực mực ống á. Cái này thương dễ tạo luôn thôi. Lấy giấy chùi đi. Tại sao uống cái gì đó không được nữa con? Con sẽ dán chùi lên. Cái xào như vậy nè. Các bạn nào mà muốn nhanh gọn á, Thư thấy xào này rất là nhanh luôn á. Chủ yếu là mình mần cái con này nè. Nhưng mà Thư mua trong cái hộp gì các bạn, người ta mần sẵn rồi. Thư về thì cũng có rửa lại. Nhưng mà mình đỡ cái khâu cực mà họ lấy trong cái răng đồ các bạn, là họ lấy sạch sẽ nó hết. Mình nhưng mà mình phải coi lại nha, tại vì lúc nào nó làm bị sót các bạn.
Thơm quá. Cái cá này nè các bạn, Thư làm Thư để sơ tế cho nên nó hơi bị cay, nhưng mà cay thì ăn mới ngon các bạn. Chứ còn mà cá mà nó không cay á, giống như mình ăn nó hơi bị tanh mùi cá không ngon, còn mình làm cái cay chút ăn nó dễ ăn hơn. Mấy hôm nay đây á căng thẳng các bạn, theo dõi á, thì vô bầu cử á, là chỗ Thư căng thẳng, nhà Thư là mê ông tổng thống đương nhiệm á, ông Donald Trump á, cho nên Thư theo dõi Thư căng thẳng dữ lắm. Thấy bên kia nó ăn Giang Hiếu là bực mình. Thấy ổng tội nghiệp dữ sợ luôn. Thì có mấy người bạn á các bạn, tối giống như cái chị kia chị đạo Phật á, tối chị phải đốt nhang á để cầu bình an, cầu gia đình đó, và chỉ cầu cho tổng thống. Những ngày nào chị cũng ngày nào cũng đốt nhang cầu sức khỏe cho tổng thống á. Chị nói chỉ có mấy người bạn á, gái mà ông Trump là đậu á là ăn chay một tháng, còn nếu mà ông tổng thống Trump mà không đậu á là sẽ cạo đầu luôn các bạn. Là bạn của chị bạn Thư nói vậy. Ông Trump á, ông tổng thống Trump á được lòng người Việt mình rất là nhiều. Ông là con người á các bạn, đàn ông á nói gì làm được, dám nói dám làm. Tôi thích người vậy các bạn, chứ không phải mà nói bằng cái miệng, nói như bằng lạm nhã. Ông nói là ông làm. Tôi biết là mỗi cái ứng cử viên, ông tổng thống Donald Trump với ông Joe Biden á, dĩ nhiên cái người nào cũng phải có mặt trái mặt phải, nhưng mà nếu các bạn so ra, ông tổng thống Donald Trump á, cái mặt phải của ông lướt hơn cái bên phe dân chủ bên ông Joe Biden rất là nhiều luôn các bạn. Cho nên đó là lý do mà Thư thích, mà gia đình của Thư cũng thích ông nữa. Tôi quên nữa, tôi mời các bạn nha các bạn. Cái này là rượu các bạn, mà không có, nó mềm xèo thì dặn nó ra. Nó lên bọt rồi các bạn thấy không? Không có nhiều, không có nặng, không có mạnh các bạn. Cái này chỉ có 3.2% rượu à. Có chừng cái nồng độ của nó bằng nửa chai bia các bạn. Nửa, phân nửa của bia à. Uống rượu một mình. Tôi uống không hết đâu các bạn. Thư hay tại uống vậy, tôi uống một hai ba hớp vậy xong thì để tôi lạnh. Tôi lâu lâu tôi đi ngang uống một miếng, uống một chai một lần tôi uống hết. Bông Thư đẹp quá các bạn ha, cái bông này. Ở nhà mình á, lúc nào cũng có chậu tươi thấy nó có sức sống á, thấy nó cho người mình nó vui vẻ lên các bạn ha. Thôi, video dài là Thư ba các bạn nha. Thư chúc các bạn có một ngày thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Thư hy vọng là các bạn cùng với Thư để cầu nguyện cho tổng thống Trump được đắc cử lần này. Ba các bạn.